chung kết chiến khu thì bây giờ đội hình có mạnh đâu mà kêu yếu, bây giờ đi quyết đấu công bằng thì bây giờ đã đuối rồi thôi. Tôi kêu mà tôi đánh tao mù 20 rồi tôi nghĩ mà. Tôi đánh nó mùa 20 thôi là tôi nghĩ, mà hôm nay mùa 18 rồi, mùa Goketsu là 19, mùa con Flash si Flash là 20, quýnh nó con Flash si Flash nghĩ là vừa. Ủa quýnh tới đó là muốn chết rồi. Tôi đang coi tại sao ông Neil có thể thua được nè. Tôi coi rồi tại sao ông Neil thua nè. Con Sam không bị chạm đam trước luôn mà, không biết tại sao thua luôn. Thắng bại tại Garou. Rồi chết mực. Mày mới rau một chết luôn con mực luôn. Hay. Mày mới rau một chết thẳng luôn con mực luôn. Trời ơi. Game trời rắc. Mới rau một chết thẳng luôn con mực luôn. Gãy rồi. Gãy một con rồi. Gãy rồi. Thì ra Goket cũng vậy thôi. Tôi nói rồi. Bây giờ đúng không? Muốn con Garou thì bây giờ mấy ông rau một. Mấy ông rau một rau hai là mấy ông kết thúc là biết bên nào thắng bên nào thua đúng không? Ra con Goket thì rau năm rau sáu. Thì ra con Goket thì quýnh tới râu thứ 5, râu thứ 6, cùng con Garou thì quýnh râu 1, râu 2 thôi, như ôi nhau quá tôi. Ôi má, ra con Goketsu ông nhìn nó đá, trời ơi, Kabuto, tôi không biết là tới có con nào chơi Kabuto không nha, nhưng mà mẹ đá Kabuto một phát one hit luôn cho mấy ông coi. Tại vì hiện giờ thì mấy con tấn công nó chưa có đam chết nữa, con Kabuto như Garou hay là sao, nó chiếm... Sam thì chiếm one hit được chứ còn Garou thì khó one hit được, nhưng mà mấy ông sẽ tới, mấy ông sẽ gặp tới cái con Goketsu, con Goketsu đá một phát là chết luôn Kabuto luôn. Cái quả mà con cái trận này nè, cái trận này là đầu tiên á, là gãy á, là một phần là đầu tiên con Garou này xếp đối diện con chày nè, là con Garou nó bị mất một lần đam vô con chày, nó bị phế là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là con Garou này cào xui quá, mẹ con Garou này nó bán độ rồi xếp, mà con Garou này nó lại là phải chỉnh lại. Con Garou xếp đối diện con chày làm gì đâu, Garou xếp đối diện con chày thì con chày kiểu nào nó chả chết. Đây là do xếp, do này do xếp đội hình thôi chứ hai đội hình ngang nhau mà. Với lại con Garou bên của Gin yếu mà, Garou của Gin là Garou 1. Còn Garou bên đây là Garou thức tỉnh 3 mà. Garou của Neil lợi hơn mà, nhưng mà Neil do Neil xếp lỗi thôi chứ. Do Neil xếp lỗi con Garou đối diện con Sam, Sam nó chém vô Garou, Garou chết trước thì thua chứ. Chứ thực chất nếu mà xếp con Garou lên trên mà không gặp con chày thì có thể ăn. Ờ Garou Gin là Weekend 1 mà. Garou Gin thức tỉnh 1.
xếp cái quả này bị counter nhiều quá. Đầu tiên là con Sam counter con Kabuto nè, rồi con chày counter con Garu nè. Cái quả xếp hàng dưới bị khắc chế nhiều quá. Hàng dưới là vừa bị con Sam khắc chế con Kabuto, con chày còn khắc chế con Garu luôn. Thì sao hòa được ông? Thì đúng là con Sam này cũng counter con Garu, nhưng mà đang xếp tôi đang tính hàng dưới mà. Hàng dưới ông này, con Sam này counter con Kabuto hàng đầu, con chày là counter con Garu, xếp hai hàng luôn mà. Bị lỗi hai con mà. Nếu tính gì ông tính gì là có một con thôi, còn con này là xếp hai con rồi, hai con này counter hai con hàng dưới cùng một lúc mà. Ôi một game quanh này là đã quá đủ rồi, không còn game nào khác đâu. Hiện giờ anh thấy trên thị trường game quanh bên main thì về gacha thì đâu có con game quanh bên main nào còn ở đâu. Quanh bên main này anh thấy có mình con game này dòng gacha, với mấy còn lại là mấy dòng kia thì ra cái cũng gacha luôn, là game quanh bên main xong get 3D gì đó, cũng như hạch rồi, đồ họa nó dơ ồm 6G vô nhìn con đen bóng hết muốn chơi luôn, cứ mồm chơi làm gì. Bản này là anh thấy là đẹp nhất rồi chứ còn lại đâu thấy bản nào đâu. Bây giờ nếu có chơi thì chơi thợ săn diệt quỷ thôi. Demon Slayer. Thì game quanh mà chơi theo cốt truyện là con quanh bên men nobody ít đó, trên Steam với đâu, bữa mua game đó 100.000 đó. Hoài má trận này mẹ. Mẹ trận này ông Neil xui vậy cất à, mẹ con Garu nó đã bán độ rồi mà đủ thêm hai mẹ con Sam nó còn bán độ quả, mẹ bị bạo kích xuyên đỡ đòn nữa, trời ơi đủ mẹ trời quyết bạn thua rồi.